Kính thưa quý vị khán giả, hiện bây giờ Quang Tính có mặt tại chùa Hồng Danh do thầy Thích Quảng Thường chủ trì chùa Hồng Danh. Kính thưa quý vị, hàng ngàn năm lễ Vu Lan báo hiếu, đây là một cái ngày lễ có sức sống mãnh liệt về mặt văn hóa của mỗi người Việt của chúng ta. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tri ân, báo hiếu cha mẹ ông bà, đó là những cái truyền thống tốt đẹp của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Và hôm nay Quang Tính cùng ekip sẽ đưa đến quý vị những hình ảnh, những thước phim tại chùa Hồng Danh làm lễ Vu Lan báo hiếu. Xin mời quý vị cùng theo Quang Tính. Nam mô Đại Hiệu Một Kiên Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiệu Một Kiên Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, các đại chúng minh, chúng con xin hướng về hai đấng sanh thành dưỡng dục lớn lao, đó là mẹ và cha. Chúng con thay mặt cho bổn tự chùa Hồng Danh kính đảnh lễ cũng như tri ân sự hiện diện cao quý của sư ông Thích Nguyên Tú, trụ trì chùa Đại Giác tại thành phố Sacramento, và chúng con cũng cảm niệm công đức cao lớn của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Chư Tôn Thiền Đức Ni đã thương mến ngôi già lam khiêm tốn của chúng con mà dành chút ít quan lâm về tại đạo tràng để tham dự buổi lễ Vu Lan để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng con cũng như của hàng Phật tử. Quý vị đã quá vãng được nương nhờ phước báu này sanh về nhân thiên
ông bà cha mẹ còn hiện tiền được nhờ phước báo này mà sống an lạc hạnh phúc bên cháu con. Chúng tôi cũng cảm ơn quý cô và quý chị đã dành nhiều thời gian mấy hôm nay dọn dẹp cũng như lo cho ban ẩm thực của nhà trù. Và chúng tôi cũng cảm niệm sâu sắc tất cả quý đồng hương Phật tử đã hưởng ứng lời mời của bổn tự và dành chút ít thời gian về đây để cùng dâng lời kinh tiếng mã nhiệm màu để cầu cho ông bà cha mẹ của chúng ta được nương nhờ phước báu này sanh về nhân thiên và cũng nương nhờ phước lành này mà được an lạc trong đời sống. Kính chúc quý vị luôn luôn an lành và thành tựu mọi pháp lành trong đời sống. Nam mô Thường Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, hôm nay tại buổi lễ Du Lan Báo Hiếu tại chùa Hồng Danh, chúng tôi gặp cô Xuân Trang. Cô là một trong những người sáng lập viên cái hội Từ Tâm. Thì sau đây chúng ta sẽ nghe cô Xuân Trang cảm nghĩ thế nào về cái ngày Du Lan Báo Hiếu. Xin mời con có biết cảm nghĩ, cảm xúc con ngày hôm nay thế nào con? Dạ con thưa chào chú Tính, con chào quý vị khán thính giả đang nghe đài của Bài Nét Việt TV. Cũng như mọi năm, lễ Vu Lan nó mang một cái tính chất rất là đậm đà tha thiết đối với con. Người ta nói công cha nghĩa mẹ sinh thành thì con cứ nhớ hoài, mặc dù bây giờ con không có còn cha nữa. Con nhớ lại là những ngày con được có cha, cha đã bỏ rất nhiều công sức, mồ hôi nước mắt, và cha mẹ đã dắt con đi khỏi Việt Nam, vượt biên để đi qua bên cái miền đất thứ ba này. Và vì như vậy cho nên công cha nghĩa mẹ của con, nếu không có cha mẹ sinh con ra cực khổ đem con tới đây thì con không có cơ hội để nuôi nấng cho hai đứa con của con, để cho tụi nó thành nên người ở cái xứ sở này. Cho nên vì vậy con cảm niệm công cha nghĩa mẹ, con thương cha mẹ của con, và con hy vọng tất cả chúng ta ở ngoài đó, nếu mà mình còn cha còn mẹ, mình nên làm một tí gì đó để cha mẹ mình được vui, đưa cha mẹ đi tới chùa, đưa cha mẹ cuối tuần tới thăm con cháu, nó rất là có ý nghĩa. Mặc dù một cuối tuần đó mình dành ra 20-30 phút để đưa cháu, đưa con của mình tới thăm ông bà, đó là niềm hạnh phúc lớn của ông bà ngoại và ông bà nội. Con mong là sau này con của con cũng hiểu được ý nghĩa của cha mẹ như thế nào. Hôm nay tại chùa Hồng Danh này chúng tôi gặp anh Quang Hưng là một Phật tử. Chúng ta sẽ nghe đôi lời anh Hưng phát biểu về cái cảm nghĩ ngày hôm nay. Xin mời anh Hưng, anh có thể cho quý vị khán giả cái cảm nghĩ cái buổi lễ ngày Vu Lan hôm nay như thế nào không anh? Và trước hết thì Quang Hưng xin gửi chào đến quý vị của Đài Net Việt. Kính thưa quý vị, hàng năm đến mùa Vu Lan vào rằm tháng 7 thì cái ý nghĩa của cái ngày Vu Lan là để mà chúng ta, những người con, có được một cái cơ hội bày tỏ cái tấm lòng của mình. Cũng như anh nghe thường nghe thì đến mùa Vu Lan thì chúng ta được đeo những cái đóa hoa hồng, thì những cái bản nhạc như là Bông Hồng Cài Áo hay là Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng, thì để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Bông Hồng Cài Áo là khi chúng ta còn cha còn mẹ thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái tinh thần hiếu hạnh đó, bởi vì hạnh hiếu là hạnh Phật. Và khi chúng ta mất đi một người cha hay là một người mẹ, cái nỗi cô đơn đó nó rất là đậm. Vì vậy cho nên trong khi chúng ta còn sống được ở đây, còn có cái hơi thở, còn nhìn được thấy cha mẹ, thì chúng ta hãy vun đắp cái tình cảm đó, để đến khi cha mẹ mất rồi chúng ta sẽ không còn cái cơ hội đó nữa. Thì cái ý nghĩa ngày hôm nay là để nhắc cho chúng ta biết là chúng ta cần phải đáp cái công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mình, cũng như là của ông bà mình, không phải là chỉ đối với cha mẹ mà từ ông bà trở xuống. Vì vậy cho nên Quang Hưng cảm thấy rằng cái ngày Vu Lan rất là ý nghĩa, bởi vì chúng ta mang lại cái tấm lòng của mình đến với ông bà cha mẹ, mà không phải là chỉ mua quà cáp đâu, mà chúng ta chỉ cần đến ngày đó hay là bất cứ một ngày nào, chúng ta đến, chúng ta ôm mẹ, nói mẹ ơi con thương mẹ lắm, là con đấm bóp cho cha, con nắn tay mẹ. Bởi vì Quang Hưng cũng vừa mất mẹ, cũng hơn một năm nay. Thì những lúc bà cụ còn sống thì đôi lúc mình bận rộn cái công việc làm ăn, mình không có cái cơ hội đó. Thì Quang Hưng chia sẻ và mong rằng tất cả, từ trẻ em cho đến người lớn, còn cha còn mẹ hãy trân quý nó. Bởi vì khi chúng ta mất rồi thì cái cơ hội đó không còn. Tên tôi là Ngọc Phụng, pháp danh là Ngọc Phụng, tên là Linh Đà Phan. Nói chùa Hồng Danh hôm nay là lễ Vu Lan, cha mẹ mất hết,
Cha mẹ mất hết rồi. Dạ, chỉ tới chùa kêu gọi Phật tử ai còn cha còn mẹ thì nên trả hiếu cho cha mẹ. Đó là đền ơn cha mẹ. Còn khi mất cha mất mẹ giống như tôi rồi, muốn đền ơn cũng có. Lúc đó nghèo đi làm ăn, không có nghĩ tới cha mẹ. Bây giờ nghĩ tới là cha mẹ không còn nữa. À, kính thưa quý vị đang xem đài Net Việt TV trên băng tần 16.6. Vừa qua là chú Quang Tính đã gặp những người lớn tuổi, rồi thế hệ trẻ. Và hôm nay là hai bé rất là trẻ, nghĩa là sinh tại nước Mỹ này. Chúng ta để đôi điều chúng ta tìm hiểu xem những đứa trẻ nghĩ về ngày Vu Lan như thế nào. Con biết hôm nay là ngày gì không con? Dạ, ngày Vu Lan. Trên ngực con hiện bây giờ là đeo bông hồng màu đỏ. Vậy con biết thế nào mà đeo bông hồng màu đỏ không? Là con có ba mẹ. Con có ba mẹ, ok. Theo con đó, để mà tưởng nhớ và tri ân với ba mẹ thì theo con làm những việc gì để mà đền đáp cho ba mẹ? Con giúp rửa chén, dục rác, học giỏi. Học giỏi, ok. Rồi con, thí dụ sau này con vào trường đó thì con nói những cái bạn trẻ của con á, có làm giống như con không? Hay là con nói cái nào mà về cái ngày lễ Vu Lan này? Con nghĩ ai cũng nên vậy. Ai cũng nên vậy, ok. Rồi sau cùng thì chú Tính chúc con và gia đình được dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Xin cảm ơn. Xa nhau lá xanh em nhìn thành
giọt mưa muôn rớt bên đường, tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa cơn sẽ mang đi bên trời đầy nắng gió, giọt mưa mau hay là nước. Nhiều năm trôi qua mau, dòng đời bao nhiêu đổi thay. Nhìn lại mái tóc cha yêu, nay đã bạc nhiều. Cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn. Nhiều gian lao hy sinh, cuộc đời cha luôn mong sao được nhìn con sống yên vui. Khôn lớn lên người từ lâu trong trái tim con. Cảm ơn cuộc đời. Mẹ đang chung con tình yêu. Thương nhớ cuộc đời, cha đã cho con niềm tin, tin vào cuộc sống. Mẹ đã cho con bao ngày ấm no hạnh phúc, cha đã cho con đẹp mãi tuổi thơ. Trôi qua cùng cha với mẹ năm nào, giờ ở phương xa lòng con hướng về quê hương. Cuộc sống mưu sinh xa quê, xa mấy trăm nghèo, tháng năm mong chờ bao giờ con trở về. Vẫn biết chỉ là hạt bụi giữa thế nhân, vẫn biết những danh vọng chỉ là hư ảo. Con thành tâm khấn xin luôn bình an giữa đời, không còn vương vấn bao ưu phiền. Những của cái kim tìm chỉ là nhỏ nhoi, những đứa ai trên đời chỉ là hư ảo. Những hạt đen của thế nhân chỉ càng thêm những đớn đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin Quan Thế Âm cho tâm hồn con luôn sáng trong. Cầu xin Quan Thế Âm cho cõi lòng con không vây nhớ, và con xin khắc ghi những lời dạy từ bi hiếu soi. Nguyện bình yên quy dưới chân người. Người mẹ hiền yêu sâu, mẹ đã trao mẹ ta bao huyết trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con vẫn nhớ hoài bóng xa người. Người mẹ hiền yêu nơi lúc sáng hay về đêm, lòng luôn luôn sáng sớm mẹ bình yên. Và con xa đến vào bất cứ lúc nào, khi có ai làm mẹ hèn nào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ, con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng. Chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình thương yêu mẹ đã trao cho con. Hiền yêu hơi, những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên tóc, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn xa đời, con vẫn như hoài bóng sang người. Mẹ hiền.
cảm ơn. Dù ra trong bao nhiêu khó khăn, mẹ dù con thương con tha thiết, muốn chúng con luôn luôn hoàn thiện, rất là sai. Vì đơn con thương bao nhiêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã ôm con, mẹ đã cho con lớn.